Trong xã hội huyên náo, hời hợt này, đối với người khác, điều tốt của bạn giống như một viên kẹo, bỏ vào miệng là xong. Còn cái xấu của bạn ấy, giống như một vết thẹo, không bao giờ mất. Đây là điều đau lòng nhất của con người. Nên nếu như một ai đó chỉ vì một điểm tốt của bạn mà có thể tha thứ, chấp nhận hết những điều chưa tốt của bạn, thì bạn nên hết lòng trân quý họ. Bởi đại đa số con người chỉ vì một điểm xấu mà quên đi tất cả các điểm tốt của người khác. Cuộc sống của chúng ta nhiều sự thử thách nên chúng ta càng phải học cách tiếp nhận và khoan dung.